Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Xoay Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XXMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề, siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và có một cái chi tiết nhỏ muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây. Đó chính là cái lịch mở thưởng của các thứ trong tuần. Thì đối với ngày thứ hai và thứ năm sẽ mở thưởng tại Hà Nội, thứ ba tại Quảng Ninh, thứ tư tại Bắc Ninh, thứ sáu tại Hải Phòng, thứ bảy tại Nam Định và chủ nhật tại Thái Bình. Và để có được công thức đề khoa học và đạt tỷ lệ từ 80 cho đến 90% cho bảng kết quả mở thưởng và giải đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay là thứ hai của ngày 9 tháng 10 thì lát nữa mình sẽ phân tích và chia sẻ gửi đến mọi người về vị trí của đường cầu về trạm tổng rút gọn còn dàn 20 số để chúng ta tham khảo và lôi khung 3 ngày đầu tuần là thứ hai, thứ ba và ngày thứ tư. Cùng với đó thì mình sẽ bổ sung thêm cho mọi người về vị trí của đường cầu giải đặc biệt. Nó sẽ dao động cho mọi người chỉ từ 6 cho đến 8 số. Và cũng sẽ có những cái cặp số nó trùng với trạm tổng để chúng ta đi rút gọn về vị trí của tứ thủ đề. Và vị trí của song thủ đề nó sẽ dễ dàng hơn. Và với vị trí của cầu lô thì mình sẽ gửi đến mọi người là đường cầu bạch thủ lô, song thủ lô và xiên 2. Và mọi người có thể là quay trở lại với cái video của hai ngày gần đây. Đó chính là cái đây, mọi người có thể nhìn thấy trên kênh của mình. Anh em bấm vào cho mình cái vị trí video hai ngày trước này. Đó thì với cái video này thì mình có đưa ra cho mọi người một cái dàn đặc biệt chỉ có 16 số để chúng ta tham khảo và chơi cho 3 ngày cuối tuần là thứ 6, thứ 7 và ngày chủ nhật. Đây, mình ghi khá là rõ ở đây là cầu đề khung 3 ngày từ thứ 6 cho đến ngày chủ nhật. Đó thì trong dàn đặc biệt thì thứ nhất ở cái ngày hôm thứ bảy chúng ta đã chiến thắng được cái vị trí của cặp 474 rồi. Và ngày hôm qua là ngày chủ nhật thì chúng ta lại tiếp tục chiến thắng ở vị trí của cặp 838. Mình ghi cái chú ý khá là rõ ràng ở đây, đó chính là anh em nhớ chơi đủ khung 3 ngày cho mình. Đúng không ạ? Đó, thì với vị trí dàn 16 số chúng ta ăn tới 2 ngày liên tục. Thì đây là một cái đường cầu khá hay. Thì mọi người cần có thể là lưu ngay lại cho mình cái đường cầu này để tiếp tục đến thứ năm chúng ta sẽ nhận định để chơi cho thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật cho tuần tới. Đó, được chưa? Đó thì bởi vì ngày hôm nay là thứ hai rồi thì đến bảng kết quả mở thưởng ngày thứ năm có xong thì mình sẽ áp dụng cái công thức này. Thì mình sẽ tiếp tục phân tích cho mọi người chơi cho 3 ngày cuối tuần mọi người nhá. Ok. Và mình mong rằng là những cái đường cầu nó hay, nó chất lượng như thế này. Đó, chỉ có 16 số mà chúng ta ăn cho 2 ngày liền. Thì mọi người có thể là dành lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Bởi vì những cái nút like và những cái nút đăng ký kênh thì sẽ giúp cho chúng ta nhận được những cái video mới nhất. Ví dụ mình sẽ đăng tải cho mọi người video thì khi mọi người đăng ký kênh ở đây này, đó, thì thông báo sẽ gửi ngay về cho điện thoại của anh em. Thì lúc đó mọi người sẽ theo dõi được một cách sớm nhất và nhanh chóng nhất. Cũng như là mọi người bấm like cho mình. Video thì 2 ngày trước đã đạt cho mọi người là 600 like. Mình mong rằng là mọi người hãy dành lại cho mình một like đây nhé. Để video của buổi trưa ngày hôm nay thì tiếp tục đạt là 600 like. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và có những cái đường cầu nào hay, có những cái đường cầu nào đẹp, mọi người cứ bình luận, comment xuống bên dưới video. Đó, để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và cùng đưa ra ý kiến. Đó, mọi người cứ bình luận xuống bên dưới nhá. Ok, rất nhiều người cũng đã bình luận những cái chiến thắng ở đây này. Đó. Ok rồi. Thì tiếp tục với những cái đường cầu và những cái con số. Thứ nhất là dành cho buổi chiều của ngày hôm nay trước và những cái nhận định dành cho ngày mai và ngày kia. Thì vị trí đầu tiên mình muốn gửi đến tất cả mọi người đang theo dõi video đây thì mình sẽ phân tích về cái vị trí của đường cầu lô trước. Thì ở vị trí lô ấy thì mình sẽ gửi đến mọi người về vị trí của đường cầu bạch thủ lô nhá. Đối với vị trí đường cầu bạch thủ lô này thì cũng khá là hay. Nó cũng đã chạy cho mọi người 2 ngày gần đây. Và cũng có những cái ngày nó ra một nháy và có những cái ngày nó ra rực rỡ tới hai nháy. Mình cũng sẽ thống kê lại khoảng độ tầm 2 ngày gần đây để mọi người hiểu và nhìn nhận đúng và thẳng vào cái vấn đề của đường cầu này. Thì đây anh em đợi một chút này, mình sẽ đưa ra cho anh em cái bảng thống kê để anh em có thể nhìn nhận được cho mình. Rồi. Thì mình sẽ lấy cái xuất phát điểm của cái đường cầu bạch thủ lô này. Thì đây là dựa vào kết quả mở thưởng ngày mùng 6. Thì với vị trí ngày mùng 6 này chúng ta sẽ nhận định cho ngày mùng 7. Rồi, và từ ngày mùng 7
chúng ta lại nhận định cho ngày mùng 8. Và từ ngày mùng 8 thì chúng ta sẽ nhận định cho ngày mùng 9. Thì quay trở lại với vị trí ở ngày mùng 6 này. Thì lấy cho mình với vị trí của G5.4, lấy cho mình con số đầu tiên, có đây con số 4 nhá. Rồi mọi người để ghi cho mình này. Tiếp tục, chúng ta kết hợp cho mình này, cái vị trí của G6.2 cũng lấy cho mình con số đầu tiên. Thì có số này là con số 9. Thì mọi người nhớ cho mình này, G5.4 chúng ta lấy làm đầu lô tô, còn G6.2 chúng ta làm lấy đuôi lô tô. Thì nhận định cho ngày mùng 7 chúng ta sẽ có là bạch thủ 49. Bạch thủ 49 nhá. Thì với cái vị trí đường cầu này, bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 7 thì xem nào, báo chúng ta cái vị trí đây. Vị trí con số 49 đây. Đã báo chúng ta con số 49 rồi này. Tiếp tục nhá. Sau khi ngày mùng 7 ăn xong, chúng ta lại áp dụng này, G5.4 này. 1 2 3 4 này. Đúng không? Chúng ta lấy cho mình con số đầu tiên, có đây con 0. Đây, anh em nhìn kỹ cho mình nhé. Rồi, con số 0 này. Tiếp tục, với vị trí của G6.2, chúng ta lấy cho mình con số đầu tiên, có con 5. Kết hợp với nhau. Thì bây giờ nhé, giải G5, chúng ta lấy làm đầu lô tô, còn G6 lấy đuôi lô tô. Vậy sẽ báo cho ngày mùng 8 là bạch thủ ở đây. Đó chính là con số 08. Mình xin lỗi là 05. Đúng không? Báo chúng ta là 05. Thì bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua, thì thứ nhất trả về chúng ta một nháy 05 ở đây. Và 05 còn một nháy nữa, đó chính là bộ 4 giải 4 đây. Đó, vậy 05 trả về tới hai nháy, khá là rực rỡ. Rồi thì bây giờ chúng ta cũng đã hiểu và hình dung ra cho mình được cái đường cầu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho mình bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 8, nhận định cho ngày mùng 9. Tiếp tục chúng ta quay trở lại với G5.4, chúng ta lấy cho mình con số đầu tiên, có đây con 6. Với vị trí của G6.2, lấy cho mình con số đầu, có đây con 0. Rồi, đây là vài vị trí đường cầu bạch thủ nhá. Thì bây chúng ta sẽ đi này. Chúng ta sẽ có cái gì ở đây? Rồi, đầu tiên này, mọi người để ý cho mình đầu tiên này, về vị trí của G5.4 này. G5.4, đúng chưa? Chúng ta lại kết hợp cho mình với G6.2. G6.2. Rồi, với vị trí của G5.4 thì chúng ta sẽ có cho mình là con 6. G6.2 chúng ta có cho mình con 0. Và đi về bạch thủ thì phải lưu ý cho mình là G5.4 chúng ta làm đầu lô tô thì chúng ta sẽ có con 6. Còn G6.2 chúng ta làm đuôi lô tô chúng ta có con 0. Vậy chúng ta sẽ có bạch thủ lô là 60. Với vị trí này thì chúng ta sẽ có cho mình cái cách chơi là hãy chơi khung 2 ngày. Chơi khung 2 ngày ở đây tức là chúng ta cần phải chơi cho mình vào vị trí của ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Thì chơi vào cho mình là ngày thứ 2 cộng với ngày thứ 3. Ok chưa? Rồi, thì đây là về vị trí của đường cầu bạch thủ lô. Thì tiếp nối đấy với vị trí của đường cầu song thủ lô, thì chúng ta cũng sẽ phải nhìn nhận lại cho mình cũng khoảng 2 ngày gần đây. Mình sẽ đi phân tích cái hướng đường cầu này nó chạy như thế nào để anh em cùng nắm bắt mọi người nhá. Và mình cũng sẽ lại tiếp tục quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày mùng 6 tháng 10 để chúng ta sẽ phân tích nhá. Rồi, ok mọi người đợi mình một chút này. Thì đây, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày mùng 6 tháng 10 này. Mọi người để chú mình này. Cái đường cầu này thì đây là một cái sự kết hợp hoàn toàn nằm trong vị trí của G6. Lấy cho mình G6.1 lựa chọn con đầu, G6.3 lựa chọn con đầu. Thì ở đây bộ đầu chúng ta có con 3, bộ 3 chúng ta có con 7. Thì 3 kết hợp với 7, bởi vì là song thủ thì chúng ta sẽ có cả cặp là 37 và 73. Thì đây sẽ nhận định cho ngày mùng 7. Thì ngày mùng 7 cũng đã trả về chúng ta là số 73 ở đây. Trả về 73 nhé. Rồi, tiếp tục đến với vị trí của ngày mùng 7, nhận định cho ngày mùng 8. Thì G6.1 lựa chọn con đầu có con 4. Vị trí của G6.3 lựa chọn con đầu có con 1. Đây mọi người nhìn kỹ lại, có cho mình con 1 này. Thì 4 kết hợp với 1 thì chúng ta sẽ có là cặp song thủ lô đây là 414. Thì đối với vị trí của 414 thì mọi người để ý cho mình là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua đã trả về là con số 14 ở đây. Đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục áp dụng này. Với vị trí của G6 ở đây, chúng ta có cho mình là lựa chọn con đầu G6.1 có con 9.
Với vị trí của G6.3 chúng ta lựa chọn con đầu, con 0. Vậy chúng ta sẽ có là 90 và 09. Rồi, bây giờ mình sẽ trước hết là mình sẽ đi cái điểm mới. Đó chính là về vị trí của G6.1 với vị trí của G6.3. Thì ở vị trí G6.1 chúng ta để cho mình là có con 9 này, đúng không? G6.3 thì chúng ta sẽ có cho mình là con 0. Thì về vị trí của song thủ lô thì 9 với 0 thì chúng ta sẽ có là 90 và 09. Chúng ta cũng đã có được cái vị trí song thủ lô này. Và vị trí này thì mình cũng sẽ đưa cho một người là chơi khung 2 ngày anh em nhé. Rồi, tức là sẽ chơi vào ngày mùng 9 và ngày mùng 10 của tháng 10 năm 2023. Ok. Và xiên 2 thì chúng ta sẽ chỉ có hai cặp kết hợp cho mình với vị trí của bạch thủ và vị trí của song thủ lô sẽ hoàn thành với chiếc xiên 2 mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ có là xiên 2 đây này. 60 kết hợp với vị trí của 90 và 60 kết hợp với vị trí của 09. Cái vị trí này chúng ta cũng chơi cho mình là thứ 2 cộng với ngày thứ 3. Ồ rồi. Thì vừa qua thì mình đã chia sẻ cho mọi người đầy đủ về vị trí của thứ nhất là đường cầu bạch thủ và thứ hai là về vị trí của đường cầu song thủ. Và xiên 2 thì mình cũng đưa cho mọi người cái khung ngày chơi cũng khá là rõ ràng. Cả bạch thủ và cả song thủ và xiên 2 thì cũng đã thống nhất được một cái vấn đề ở đây, đó chính là chúng ta sẽ chơi khung 2 ngày là rơi vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3, tức là buổi chiều của ngày hôm nay và buổi chiều của ngày mai. Ok. Thì sau khi một người đã lưu lại cho mình được cái đường cầu này rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục áp dụng cho một người ở vị trí tiếp theo. Tiếp theo này, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí của đường cầu giải đặc biệt nhé. Ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì mình sẽ gửi đến một người một cái đường cầu nó chỉ có 6 đến 8 số. Nó chạy trong mấy ngày gần đây thì cũng khá là hay. Đây. Mình sẽ lấy cái nhìn nhận bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 10 nhé. Tiếp tục ngày mùng 6 tháng 10. Thì đây là một cái sự kết hợp lấy cho mình hai con số đầu của G4.1. G4.1 kết hợp cho mình này. G5.4, G5.5 và G5.6. G5.4 này, 5.5 và 5.6. Tại vị trí của G4.1 thì lấy cho mình là hai con số đầu nhé, chúng ta có 1 với 7 thôi. Rồi, tại G5.4 chúng ta lấy cho mình là con số thứ 2 là có con số 0. Tiếp tục G5.5 lấy cho mình con số thứ 2 có con 4. Và G5.6 cũng lấy cho mình là con số thứ 2 thì có là con 8. Thì kết hợp sang thì chúng ta sẽ có này, 1 thì chúng ta sẽ có là 101. Chúng ta có 141, 181, 7 thì có 707, 787 và vị trí của 747. Thì bảng kết quả mở thưởng của ngày sau là ngày mùng 7 đã trả về chúng ta là con số 47. Thì trong dàn thì chúng ta cũng đã có được cái cặp 474 ở đây. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ phân tích, thống kê cho mọi người ngày mùng 7 nhận định cho ngày hôm qua là ngày mùng 8. Thì với vị trí của ngày mùng 7 vẫn tiếp tục là G4.1 với vị trí của G5.4 này, G5.5 này và G5.6 này. Thì tại vị trí của G4.1 đây, đây là bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 7 nhé. G4.1 lấy cho mình hai con số đầu là có 39. Kết hợp cho mình với G5.4 chúng ta lấy cho mình là con số thứ 2 có con 5. Vị trí của G5.5 lấy cho mình con thứ 2, 1, 2, chúng ta có con 3. Và vị trí của G5.6 chúng ta cũng lấy cho mình là con thứ 2, thì có đây con 6. Chúng ta lại đi kết hợp lần lượt cho mình. Con 3 kết hợp sang bên này, thì chúng ta sẽ có là cặp 353, cặp kép 3388, cặp 363. Tương tự 9 thì chúng ta sẽ có là 959, 939 và 969.
Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì báo chúng ta là con số kép 88 ở đây rồi. Thì trong dàn thì chúng ta đã có cái cặp kép 3388 ở đây. Đó. Đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận đã chiến thắng ở đây. Rồi thì bây giờ tiếp tục, bây giờ mình sẽ áp dụng cái công thức này tại bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 8. Nhận định cho ngày mùng 9 nhá. Thì đây chúng ta sẽ có cho mình ở đây trước là cầu đề này. Cầu đề này thì giờ chúng ta cũng sẽ chơi cho mình là từ ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 4 nhá, bởi vì nó sẽ không có quá là nhiều số đâu. Ok. Rồi chúng ta sẽ có cho mình này G4.1 kết hợp với G5.4, 5.5 và 5.6. Tại vị trí của G4.1 chúng ta có 9 và 0. 9 và 0. Chúng ta kết hợp cho mình này G5.4, chúng ta lấy cho mình đây con số thứ 2, 1, 2, chúng ta còn 3. G5.5 cũng lấy cho mình con thứ 2, 1, 2, chúng ta còn 7. Và vị trí của G5.6 thì cũng lấy cho mình là con thứ 2, thì nó sẽ là con số 3. Thì 3 ở đây nó đã có rồi, và chúng ta chỉ cần kết hợp cho mình ở đây thì chúng ta sẽ có cho mình là thứ nhất là cặp 939, cặp 979, cặp 030, cặp 070. Bây giờ chúng ta sẽ lót cho mình như sau. Rồi, mọi người lót cho mình như sau này. Thứ nhất là về vị trí này chúng ta có 434 cho mình. Rồi về vị trí của 979 này thì chúng ta sẽ có cho mình này 292. Rồi, lót cho mình 242 nữa. Còn với vị trí này thì chúng ta sẽ lót cho mình này cái vị trí của 030 và 070 này. Và chúng ta sẽ lót cho mình là 575. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lót cho mình là 535. Và một cặp thôi. Chúng ta chỉ lót cho mình là những cái vị trí như vậy. Anh em để cho mình nhá. Đây là những cái vị trí lót để tránh cái tình trạng mà nó sẽ rơi về bộ đấy. Từ đây thì mình sẽ đưa cho mọi người là những cái cặp số kết. Những cái cặp số kết của cá nhân mình đưa ra nhá. Thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người, đó chính là về vị trí của cặp 070. Rồi vị trí của cặp 030 và vị trí của cặp 979. Và với vị trí của ba cặp này thì chúng ta kết hợp cho mình với vị trí của ba càng đầu 6. Ok, chúng ta kết hợp cho mình với vị trí ba càng đầu 6 nhá. Rồi thì đây là cái vị trí đường cầu về vị trí giải đặc biệt 8 số để lót cho mình những cái cặp số này. Còn về vị trí của đường cầu chạm tổng thì tính đến cái thời điểm hiện tại nhá, mình sẽ thống kê cho một người thì nó cũng đã chạy cho một người là ít nhất là 4 tuần rồi. Ít nhất là 4 tuần rồi. Thì ăn ngày nào chúng ta lên nghỉ luôn ngày đó. Kể cả ăn ở khung ngày đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ nghỉ luôn ở khung ngày đầu tiên. Tại vì cái đường cầu về chạm tổng này thì nó cũng khá là dày số đấy. Để cho mình chia sẻ về đường cầu chạm tổng này để cho những anh em nào mà chơi riêng về đề thì anh em có thể tham khảo cho mình được. Mình sẽ lấy ví dụ bắt đầu từ chủ nhật ngày mùng 10 tháng 9 nha. Đây. Thì với vị trí của trạm tổng nhá. Đây chúng ta tuần 1 này. Tuần 1 nhá, lấy cho mình này. Tổng của hai con số đầu của giải đặc biệt, chúng ta có 35. Chúng ta sẽ đã có là 8. Và vị trí tổng hai con số của bộ số cuối giải 7, 2 với 2 nó sẽ là 4. Vậy tuần đầu tiên chúng ta có chạm tổng 84 để chơi cho ngày thứ 2, ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Thì đây chúng ta để ý cho mình này. Ngày thứ nhất trả về 68. Thứ nhất là ăn tổng 4. Chạm 8. Đúng không? Bởi vì trả về 68 mà. Rồi, tiếp theo tuần 2. Tuần 2 chúng ta lại di chuyển đến bảng kết quả mở thưởng ngày chủ nhật. Ở đây, lựa chọn hai cái vị trí con số đầu. Ở giải đặc biệt chúng ta có 22, chúng ta có chạm tổng 4 này. Bên dưới này thì chúng ta sẽ có là 2 với 4, nó sẽ là tổng 6. Chạm tổng 46. Tiếp tục ở khung ngày thứ nhất trả về 04, ăn tổng 4. Đúng chưa?
Rồi, tiếp theo chúng ta chưa được. Vậy tuần 2 chúng ta ăn tổng 4. Ở vị trí tuần 3 chúng ta sẽ có chạm tổng như sau. Chúng ta lại di chuyển đến cho mình vị trí của ngày chủ nhật. Chúng ta có đây là 6 với 2, chúng ta sẽ có là 8. Bên dưới này chúng ta sẽ có là 5 với 1, nó sẽ là 6. Ở khung ngày thứ nhất trả về 79 ăn tổng 6. Tiếp tục trả về 36 ăn chạm 6. Và 47 thì chưa được. Vậy tuần 3 chúng ta ăn 1 tổng 1 chạm. Ở vị trí tuần 4, tuần 4 chúng ta sẽ có chạm tổng như sau. Lại di chuyển đến ngày chủ nhật nhé. 0 với 7 chúng ta có 7. 8 với 7 ở đây chúng ta có trung bình là 5. Ở khung ngày thứ nhất trả về 73 ăn chạm 7. Tiếp tục trả về 56 ăn chạm 5. Và trả về 39 vậy chưa được. Vậy ở tuần 4 chúng ta ăn 2 chạm là chạm 7 chạm 5. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cho tuần mới. Thì dựa vào bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua nhận định cho ngày hôm nay. Ở cầu đây chúng ta sẽ có cho mình là cầu là chạm tổng nhá. Rồi thì chúng ta sẽ có cho mình này 7 với 5 nó sẽ là 2. Và ở dưới này 6 với 0 nó sẽ là 6. Vậy chúng ta sẽ có là chạm tổng 26. Với vị trí chạm tổng 26 này thì chúng ta khung 3 ngày là thứ 2, thứ 3 và ngày thứ 4, tức là ngày mùng 9, ngày mùng 10 và ngày 11 của tháng 10. Ok. Rồi, với vị trí của chạm tổng 26 này thì bây giờ mình sẽ rút gọn cho một người cái dàn 20 số nhá. Rút gọn là dàn 20 số này. Còn phần này vẫn là tổng quát rồi, anh em chú ý cho mình. Thì về vị trí của 2 trước thì 2 thì chúng ta sẽ có cho mình là 202. Rồi. Chúng ta có cho mình là 232. 242. Rồi. Có vị trí của 292 nữa này. Tổng 2 thì chúng ta có không ai. Kép rồi, kép thì khả năng hơi bị khó một chút. Thì chúng ta sẽ có cho mình là 484. Cái lý do tại sao mình không lấy 575 bởi vì đây cũng đã có rồi này. Vị trí của 575 đây cũng đã có nằm trong cái cầu đề lót rồi mọi người nhá. Rồi, về vị trí của 6 thì chúng ta sẽ có là 060. Rồi chúng ta sẽ có là 262. Rồi chúng ta sẽ có là 464. Tổng 6 thì 060 có rồi. Chúng ta có 151. 242 có rồi anh em nhé. Rồi 3388 anh em qua ra rồi. Và chúng ta có 979 nữa. Ok. Và rút gọn về dàn 10 số. Từ 20 thì mình lại rút gọn lại cho mọi người là dàn 10 số nhé. Chúng ta sẽ có đây cho mình này 242 này, 292 này, 060 này, 262 này. Và vị trí của 979. Ok. Mình sẽ rút gọn cho mọi người dàn 10 số này. Rồi, cái vấn đề về vị trí của chạm tổng này thì chúng ta vẫn phải giữ nguyên cho mình. Còn càng thì vẫn nhất quán cho mình thôi, cho chính là càng 6 anh em nhé. Ok, vậy mọi người hãy lưu lại cho mình vấn đề này. Một lần nữa thì mọi người nhìn kỹ lại cho mình cái vị trí của đường cầu thứ 2 đến thứ 4 đây nhá. Cùng với đó đây, nó thứ nhất nó trùng với vị trí 979 này, 575 này, 242, 292 này. Nó đã trùng rất chi là nhiều rồi. Vậy là thêm thì chúng ta cũng chỉ có thêm cái vị trí của 030 với 070 với 535 thôi, chứ còn cũng chả có cái vấn đề gì cả. Đúng không? Bởi vì nó trùng mà anh em nhìn cho mình này. Đây 242 đây 292 nhá. Đúng chưa? Đây 979 nhá. Đó. Rồi.
Thì Zalo ngày hôm qua thì chúng ta vẫn tiếp tục chiến thắng đấy. Anh em nào liên hệ qua Zalo cho mình để biết ngày hôm qua thì mình chốt cho anh em đó chính là cặp song thủ lô 1551 thì chúng ta vẫn tiếp tục chiến thắng đó chính là con số 51. Ngày hôm qua thì 51 thì giảm cũng khá là muộn. Đó thì những anh em nào mà cần những cái sự hỗ trợ ấy, từ mình thì mọi người có thể là liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình nhá. Ok, anh em đợi một chút này. Mình sẽ gửi đến mọi người. Đó chính là cái thông tin Zalo và số điện thoại. Lên nhớ cho mình là Zalo của mình ấy, để tránh cái tình trạng mà anh em nhầm lẫn thì mình chỉ hỗ trợ cho anh em là phí sau giờ quay thôi. Đó, 100% Zalo là phí sau giờ quay. Nếu anh em nào không dùng Zalo ấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại cho mình là 0988 410 và 901 cho mình. Còn nếu anh em nào dùng Zalo thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình sẽ là tiện nhất. Mình sẽ hỗ trợ cho mọi người là cái cầu lô. Trước tiên là phải cái cầu lô nó phải cứng đã, nó chắc chắn trước đã và nó ổn định trước đã, rồi mới tiếp tục nói chuyện đến vị trí cầu đề mọi người nhá. Bởi vì bây giờ lô chúng ta đã chưa được chiến thắng rồi, đề thì với cái dàn ít số thì anh em phải biết là cái phần trăm nó chiến thắng thấp như thế nào. Rồi, và trên đây đó chính là cái thông tin chính xác nhất anh em thể lưu lại cho mình. Và dù ở đâu chăng nữa và dù công việc chăng nữa thì cái vấn đề uy tín thì sẽ luôn luôn nhận được những cái con số chính xác nhất. Thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cũng là chúc mọi người chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn, hay tất cả những cái con số mình đưa ra cũng vậy. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở video gần nhất. Chào tất cả anh em nhé.